101 công thức lẩu ngon tràn vị cùng Be, phần 19. Trời lạnh thế này mà cả gia đình được quây quần bên nồi lẩu ấm nóng vừa thổi vừa ăn thì còn gì tuyệt vời hơn. Và hôm nay hãy cùng Be vào bếp nấu một nồi lẩu Be nhé. Đầu tiên thì các bác cần sơ chế nguyên liệu như sau: ghẹ đem rửa sạch, tách bỏ phần mai và yếm. Nấm rửa sạch, thái hình chữ thập trên nấm rơm và cắt lát nấm đuôi gà. Xương heo rửa sạch, trần sơ qua để loại bỏ cặn bẩn. Dứa thái miếng nhỏ. Và giờ thì cùng bắt tay vào nấu nước dùng thịt thôi. Đầu tiên chúng ta ninh xương trong khoảng 20 phút để lấy nước dùng. Sau đó chúng ta phi thơm hành tím với dầu ăn, thêm tiêu xanh đập dập, xả cắt khúc, riềng thái lát, dứa thái miếng vào chảo và tiếp tục đảo đều cho thơm rồi đổ vào nồi nước dùng và đun sôi. Cho nước dùng đã nấu sôi vào nồi lẩu, thêm cà chua thái mùi cau và gậy vào nồi. Nấu đến khi nước sôi lại thì cho nấm và các loại rau vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, cho gậy vào nồi đang nấu sôi, chờ chín là có thể thưởng thức được rồi. Gậy khi ăn có thể chấm với muối tiêu chanh hoặc thêm một ít mù tạt để tăng hương vị. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng sốt chấm hải sản mà mình đã chia sẻ trong phần cẩm nang nhé. Thử ngay công thức này để cả gia đình có những bữa cơm hạnh phúc cùng Be nha.